Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm. Đó là thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 40.000m2 nha tất cả anh chị. 40.236m2. Xe hơi, xe tải 8 tấn tới đất nha tất cả anh chị, điện 3 pha luôn nha. Thì lô đất này có mặt tiền lên đến 78m nha tất cả anh chị. Nhân vô là 505m. Nói chung là một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào luôn nha. Thì lô đất này cách quốc lộ 62 tầm khoảng 3,2km nha tất cả anh chị. Cách trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nếu theo đường chim bay là khoảng 5,6km thôi. Còn các anh chị đi đúng đường nó cỡ 8,5 cây số nha tất cả anh chị. Còn cách chợ Tân Tây là khoảng cỡ 6km nha tất cả anh chị. Cao tốc thành phố Tân An là khoảng cỡ 18km nha. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu lô đất này thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất là khoảng 51km nha. Em lấy mốc giáp ranh là Nguyễn Văn Linh nha tất cả anh chị. Và tùy theo vị trí của các anh chị ở đâu thì tùy quận 1, quận 2, quận 3 hay là các anh chị ở trung tâm Thủ Đức này kia đâu đó hay là ở Bình Dương, Bình Phước thì các anh chị cứ cộng vào khoảng cách nha. Mốc giáp ranh là Nguyễn Văn Linh, từ Nguyễn Văn Linh về tới đất là 51km nha tất cả anh chị. Thành phố Tân An là khoảng 18km nha. Và trước lô đất này có một con sông rộng chạng cũng cỡ khoảng 12m nha tất cả anh chị. Khu vực này á, lô đất là có điện 3 pha luôn nha. Mặt tiền là khoảng 78m nhân vô 505m nha. Có điện 3 pha, điện nước đầy đủ nha tất cả anh chị. Thì lô đất này rất thích hợp cho các anh chị, các nhà đầu tư nào để làm kho xưởng đâu đó, mở công ty đồ là ok luôn. Tại vì sản phẩm bất động sản này em có kiểm tra rồi nha, có chuyển thổ được nha tất cả anh chị, hoặc là chuyển đổi SKC được nha. Một sản phẩm rất là đẹp luôn nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền là khoảng 78m nhân vô 508m nha tất cả anh chị. Đất hiện trạng là đang trồng khoai nha, đang trồng khoai mỡ á. Thì khu vực Thạnh Hóa thì có những cái đặc sản như là Bến Kè thì có khoai mỡ nha. Thì lô này là đang trồng khoai mỡ nha tất cả anh chị. Còn các anh chị nào ở Tiền Giang mà muốn trồng khoai rồi đó, mua sản phẩm này để trồng khoai cũng ok nha. Thì từ bên hông đây, ngay chỗ cái cây này cầm này chạy thẳng luôn á là cái ranh vô nha tất cả anh chị. Đất này cũng rất là tốt nha. Và trên đất có một cái kho nhỏ nha tất cả anh chị. Cái kho để chứa khoai á thì cũng nằm bên chủ đất nha. Rồi em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật cho bán chính chủ lô đất này luôn nha tất cả anh chị. Lô đất có diện tích là 40.236m2, thuộc xã Tý Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đất hiện trạng là đang trồng khoai mỡ nha. Với mặt tiền lộ xe tải 8 tấn nha, lộ nhựa xe tải 8 tấn là 505, lộ xe tải 8 tấn là 78m nhân vô 505m nha tất cả anh chị. Cách quốc lộ 62 là khoảng 3,2km. Cách trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là khoảng 8km nha. Cách chợ Tân Tây là khoảng 5,5 cây nha tất cả anh chị. Cách Sài Gòn là khoảng 51km, mốc giáp ranh là Nguyễn Văn Linh. Và giá bán chính chủ lô đất này là 10 tỷ 500 triệu nha tất cả anh chị. 10 tỷ 500 triệu gặp chính chủ nha. Những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì các anh chị ưng ý thì các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Và em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha.
Và lô đất này có hướng phong thủy là hướng chánh nam nha tất cả anh chị. Các anh chị nào đang tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản để làm vườn hoặc là để làm kho xưởng đâu đó có điện ba pha nha tất cả anh chị mà cần vào hướng nam thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Và em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, những cái sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì ai đứng tên đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ mạnh dạn liên hệ qua bên em. Bên em sẽ cố gắng cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Và bên em là còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản nha tất cả anh chị. Nói chung thì em không có quay nhiều nha. Thì các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em. Em sẽ cố gắng cũng như cho tất cả anh chị xem đất thực tế nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Thì với mặt tiền là khoảng 78m nhân vô là 505m nha. Nói chung là em quét hơi thiếu một tí nha tất cả anh chị. Từ Sài Gòn các anh chị về tới đất chỉ có 51km thôi nha. Thì tùy theo cái vị trí của các anh chị mà có một cái khoảng cách khác nhau nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái bản vẽ lô đất nha tất cả anh chị. Phía trước là con lộ á. Vì với có diện tích là 40.236m2 nha. Đất này có thể chuyển đổi mục đích sử dụng nha tất cả anh chị, chuyển lên thổ hoặc ớt cà xê. Ok luôn nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng chánh nam, hướng của lô đất nha. Thì các anh chị nào có phù hợp vào hướng chánh nam đang tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản để làm kho hoặc là làm xưởng đâu đó thì đây là một sản phẩm rất là phù hợp nha. Với diện tích là 40.236m2, mặt tiền là khoảng 78m nhân vô 505m và giá bán chính chủ chỉ có 10.500.000.000 thôi nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là khoảng cách từ vị trí lô đất ra tới quốc lộ 62 là khoảng 3.2km nha tất cả anh chị. Còn đây là cách chợ Tân Tây, chợ Thạnh Hóa nha, trung tâm Thạnh Hóa, nếu mà đi theo đường chim bay chỉ có 5.6km thôi. Còn các chị đi đúng đường nó lên đến cỡ 8.5 cây nha. Và đây là khoảng cách từ vị trí lô đất ra tới chợ Tân Tây. Đó là quốc lộ 62 về chợ Tân Tây hết 3 cây nha tất cả chị. Từ quốc lộ 62 vô khoảng 3 cây nữa thì cũng tầm cỡ 3 cây, gần 6 cây á, 5 cây mấy gần 6 cây. Sài Gòn về tới đất là khoảng 51 cây nha tất cả anh chị. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn muốn xem lô đất này á thì các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An, quẹo vô quốc lộ 62 nha, quẹo phải chạy về tới chợ Tân Tây là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được nha. Và trong thời gian dịch bệnh diễn biến rất phức tạp thì em cũng sẽ cố gắng quay một số video thực tế mong gửi đến tất cả anh chị. Các anh chị ưng ý về sản phẩm nào nhớ alo anh em báo về mã số video. Còn các anh chị muốn giữ chân sản phẩm bất động sản thì các anh chị có thể đặt cọc nha. Thì hình thức đặt cọc thì các anh chị có thể chuyển khoản qua bên em, em sẽ đại diện đặt cọc cho tất cả anh chị luôn nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký một kênh để cập nhật những sản phẩm bất động sản mới nhất nha tất cả anh chị. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.